Ấn tượng đầu tiên cho cánh cửa trái tim này mở ra, em có cảm xúc như thế nào? À, cảm xúc gì bằng nữa cũng có dễ thương. Có suy nghĩ gì về trang phục bạn ấy hôm nay mặc đến với chương trình không? Trang phục thì giống cô Tiểu Long Nữ. Giống cô Tiểu Long Nữ. Lý Mạng Sậu. Nếu Mạng Nữ mặc đồ trắng em phải là vui quá không? Không biết. Không biết nữa ha. Dạ em tên Lê Quốc Bình, nghề nghiệp là bên kỹ thuật viên điện. Kỹ thuật viên điện. Bên giám sát công trường. À, giám sát công trường là mình cũng đi ra công trường giám sát những cái công trình đó phải không? Dạ. À, quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi ở Bình Phước làm kỹ thuật điện. Dạ. Mình đang sống với ai? À, đang sống trọ mình. Sống trọ một mình? Ủa vậy nhà ba mẹ ở đâu? À, ba mẹ ở Bình Phước. Ở Bình Phước sao không ở nhà mà ra ngoài ở mình? Dạ, em làm ở Bình Dương. À, ở Bình Phước mà làm ở Bình Dương. Rồi, Bình Dương ở đoạn nào vậy em? Ở phi ship 2, phố mới. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Loan. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở đâu cơ? Dạ, quê ở Bình Phước luôn ạ. Quê Bình Phước luôn, nghĩa là cùng quê rồi. Dạ. Hỏi thử coi mình có biết nhau ở quê không, nhiều khi quen à. Em ở đâu Bình Phước em? Dạ, em ở Lộc Ninh, Bình Phước ạ. À, anh gần hơn xíu, anh ở Bình Long. À, Bình dạ. Long à? Gần hơn em. Gần hơn. Ở đó đi xuống của em chắc khoảng 1 tiếng. Vậy mai mốt có về quê, hai đứa rủ nhau về chung cho vui. Dạ. Ha. Có bạn đi đường chung ha. Ê, em đang làm công việc gì? Dạ, em làm giáo viên tiểu học, dạy ở quận 4 ạ. À, quận 4. Rồi em trên đây là em ở với ai? Dạy ở với dạ, ai? Em ở phòng trọ một mình. Ở quận mấy? Ở quận 5. Quận 5. Biết đường lên quận 5 không? Dạ, chưa. Chưa luôn? Dạ, chưa. Rồi hẹn hò làm sao đây? Từ Bình Dương chạy lên quận 5. Thời gian làm việc của em sao? Dạ, làm giờ hành chính à. À, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đúng rồi, chủ nhật nghỉ. Còn em? Dạ, em nói chung là xuyên suốt tuần chỉ có chủ nhật với nghỉ. Tại vì buổi tối em còn đi học nữa. Tối học gì nữa? Em học, đang học liên thông lên đại học. Và buổi tối em có đi làm gia sư nữa. Nói chung là kín tuần. Coi như kín tuần luôn. Chỉ có chủ nhật. Chủ nhật là được nghỉ hết cả ngày. Dạ, nếu mà chủ nhật ở trường không có hoạt động thì em rảnh. Còn nếu có hoạt động thì em phải đi. Thì có thể hẹn hò mình sẽ hẹn vô chủ nhật. Nên là bạn trai đúng rồi, chủ nhật thì rảnh rỗi sáng ngủ dậy sớm ha. Khỏe mạnh ha. Lái xe chạy xe ở dưới Bình Dương lên gần mà. Chạy lên dạ, khoảng chừng tiếng hồ à. Tới rồi. Được không? Được ạ. Rồi ok, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh em là đồng vui vẻ. À, thích thể thao. À, không hút thuốc, không rượu. Không hút thuốc, không uống rượu luôn. Dân làm công trình mà không hút thuốc, không uống rượu. Ủa, hay vậy? Thì có tiệc tùng thì có uống chút bia, hai ba lon. À, rồi. Đó là điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu là hơi nhút nhát, rụt rè. Dạ, nấu ăn được ít món. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là điểm mạnh của em là thích nấu ăn. Với là thích làm những cái đồ thủ công bằng giấy nhúng hay là những cái giấy. À, em làm được luôn á hả? Dạ. Còn điểm yếu là không biết hát với là cũng hơi trầm tính. Sở thích của em là gì? Thích coi phim cổ trang à. Nói chung là đam mê cổ trang rất là lớn. Cứ đi làm về là ở nhà coi phim thôi thôi chứ. Rồi, cũng chẳng thường ở nhà có vậy không? Dạ không. Hôm nay là em cái kiểu là muốn hóa thân một lần, hóa thân thử vào một vai cổ trang nào đó. Dạ, hôm nay là vai gì vậy? Hôm nay là em muốn hóa thân vào Tiểu Long Nữ. Nhưng mà là đồ trắng của Tiểu Long Nữ không có nên em mang tặng đồ này. Chắc qua thành Lý Mãn Sầu quá. Lý Mãn Sầu đâu có đẹp như em đâu. Đâu có đẹp như em đâu. Lý Mãn Sầu đâu đẹp như em đâu, đúng. Rồi, hay, rất là dễ thương. Có coi phim tập, phim bộ không? Có phim cổ trang không? Có rồi. Biết Tiểu Long Nữ là đi tìm ai không? Dương Quá. Đúng rồi, hay quá, có coi phim luôn. Không biết nay em có làm Dương Quá được không mà nha. Tình trường của mình sao? Trước giờ chỉ quen một mối tình. Quen được bao lâu? À, quen được nửa năm. Nửa năm. Rồi lý do sao chia tay? Công việc cũng nhiều rồi, không có thời gian về, bạn nữ không tin tưởng cái bạn nữ chia tay. À, là bạn nữ đó ở quê? Dạ, ở quê. Rồi chia tay bao lâu rồi? Tay này 2 năm. 2 năm rồi sao? Suốt 2 năm nay ở trên này không có ai quen ai hết hả? À, chứ giờ không quen được ai hết nè. Lý do? Do công việc rồi, lo gia đình rồi, không chịu quen. Rồi bây giờ nếu mà quen bạn gái nữa rồi có thời gian dành cho bạn gái không? Hay là cũng lo công việc rồi? Có thời gian. Có thời gian để em sắp xếp được. Được phải không? Xếp cưới tuần được. Rồi vậy còn em? Dạ là em có 3 mối tình ạ. 3 mối tình rồi, kể nghe coi nè. 2 mối tình tuổi học trò, còn 1 mối tình là ở thời sinh viên ạ. Rồi, mối tình sinh viên quen được mấy năm? Dạ, nửa năm ạ. Có nửa năm mà sao giống bên đây quá vậy, nửa năm vậy? Sao dạ. Chia tay? Cái tôi của hai người quá lớn ạ. Lúc đầu là hai đứa cũng biết là sẽ bù đắp bù trừ cho nhau. Nhưng mà hôm qua nửa năm thì càng ngày càng cãi nhau nhiều. Vì nguyên nhân gì? À, bạn đó là một người hướng ngoại, là thích đi những hoạt động nhiều với bạn bè. Còn em thì đa số là em thiên về gia đình hơn. Thì nếu em không đi chơi bạn bè thì em ở nhà, em muốn là ở nhà làm gì? Em thích nấu ăn, sẽ nội trợ. Cái kiểu là em có thể bỏ ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để nấu một số món gì đó gia đình em thích ăn. Có nghĩa là bạn kia thì thích đi ra ngoài để mà liên kết
kết để thêm mối quan hệ, thêm mối bạn bè. Yeah. Em chỉ thích ở nhà thôi. Đúng không? Đánh đổi là thích để đam mê coi phim là nó vui hơn hả? Cái tính của em cái kiểu là hình như là hơi quyết đoán á, những chuyện gì em đều quyết hết, không cần hỏi ý bạn nam chắc phiền như vậy nhiều. Mày chia tay bao nhiêu lâu rồi? 3 năm mấy rồi. 3 năm nay tại sao không quen được mối tình nào khác? Tại vì công việc của em cũng không có gặp nhiều người lớn nữa. Buổi sáng đi học con nít, còn buổi chiều cũng buổi tối cũng đi gặp rồi họ đi học á. Và công việc nó đâm ra lại cũng không có quen được. Thế là cảm giác hơi sợ. Sợ gì em? Cái kiểu là mình bỏ ra nhiều thời gian công sức quá mà cái kiểu là đổi lại thì không có được gì. Nói chung tụi em cũng là những người là chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu ha. Mỗi người chỉ vỏn vẹn mối tình ngắn ngắn thôi. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Nhà là một mẫu người bạn trai là giống khá giống ba em một tí á. Cụ thể là như thế nào? Trong gia đình thì ba em là người nấu ăn ngon nhất. Là công việc nhà thì ba cũng san sẻ, cũng làm. Nói chung là ba chẳng bao giờ đánh vợ đánh con hết. Cần con, chăm sóc gia đình, không có vũ phu. Dạ. Đúng không? Rồi còn em mong muốn một người bạn gái như thế nào? À, bạn gái bình thường giản dị. Đơn giản vậy thôi. Về ngoại hình dáng được người là được. Được người là được sao? Trời, cái được của em chị đâu có biết. Dễ thương, cũng dễ nhìn là được. Em có mê coi phim không? Dạ, cũng có. Ví dụ giờ lấy vợ về tới giờ cơm dọn trễ quay qua nhìn thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích coi hoàn cảnh trong phim thằng vai chính mới chết. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Đói bụng quá rồi mà giờ vợ chưa nấu cơm nữa lo ngồi coi phim. Xuống năn nỉ ăn xong rồi lên coi tiếp. Năn nỉ vợ ăn coi tiếp. Ai nấu cho ăn? Vợ chưa nấu luôn, vợ mắc coi phim bộ. Xuống hai người nấu. Có coi chung với vợ luôn không? Chắc có luôn. Rồi đó coi, cưng vợ dữ ha. Để coi có hình không, cho chị mượn hình. Dạ có. À đó, hai cô đó chọn một, bốn anh chọn một. Ráng nha tiểu long nữ, ráng kiếm ra dương quá nha. Cô đầu tiên. Lý do sao chọn cô đó? Thấy có nét làm giáo viên hơn. Có nét làm giáo viên hả? Em sai rồi. Cổ là tiểu lục nữ chứ không phải giáo viên. Đâu, chọn anh nào? Em nghĩ là anh nhỏ nhất. Lý do sao chọn anh nhỏ nhất? Em nghĩ như vậy. Em thấy cách nói chuyện rồi em chọn. Đó là tao chọn vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mình chọn có đúng hay sai nha. Mời các bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim này được mở ra. Giao cho anh. Sao à? Vì sai. Em bị sai. Em sao? À, cũng sai. Sai luôn. Trời ơi, không, chắc hai bạn này sai. Cái đó là cũng là giáo viên tiểu học luôn ạ. Hai tụi em đều là giáo viên tiểu học. Cũng là từ Bình Phước luôn ạ. Ấn tượng đầu tiên cho cánh cửa trái tim này mở ra, em có cảm xúc như thế nào? À, cảm xúc nhìn bằng nữa cũng rất dễ thương. Có suy nghĩ gì về trang phục bạn ấy hôm nay mặc đến với chương trình không? Trang phục thì giống cô tiểu long nữ. Giống cô tiểu long nữ. Lý mặn sậu. Nếu bằng nữ mặc đồ trắng em phải là vui quá không? Không biết. Không biết nữa ha. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Ngạc nhiên à. Ngạc nhiên gì? Dạ tại vì em suy nghĩ nó hơi sai sai. Và cuối cùng nhìn thực tế thì em thấy như thế nào? Dạ cũng được ạ. Cũng được dạ, à. Tại vì những người đa số là làm ngoài thì da dẻ sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn ạ. Thế bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút nha, để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Thời gian chương trình không có nhiều nên mình muốn cái gì, mình thắc mắc cái gì mình cứ thẳng thắn mình hỏi nha hai bạn nha. Dạ. Mời món ăn của nhà hàng Hoàng Yến. Tặng quà đi em. Tặng quà trái tim luôn. Tặng quà bao hạt. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Đây là có một người bạn tặng cho em. Em thấy nội dung hay, cái lời em gửi lại cho anh ạ. Mong anh đọc ạ. Nội dung nói về gì vậy em? Cái câu chuyện đó là kể về một con vợ, nhưng mà ẩn ý sau đó là nói về tính cách của con người. Hãy buông thả những cái mặt xấu mà thể hiện mặt tốt mình. Anh về đó không? Anh cũng khói coi mấy cái chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Rồi, bây giờ thì chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Trước mặt các bạn đây là món bánh đúc nè, bánh bèo nè, chả giò nè, bánh và trái cây. Bánh bèo chén, bánh đúc thì là một cái món ăn rất là dân dã, bình dị của người Việt Nam mình ha. Rồi, vừa ăn ngon vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ. Yeah. Mời em. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay giới thiệu em nhiêu tuổi? Dạ em 23 ạ. 23. Dạ. Ủa vậy là cũng mới làm đây đúng không? Dạ em làm được 1 năm rồi. Nhưng mà vô trường công thì em mới vô được 4 tháng thôi ạ.
còn trong thời gian tập sự. Em ở Bình Phước xong làm ở Bình Phước luôn, có trường mà tại thành phố cao chưa? Tại vì em muốn định hướng là ở trên thành phố luôn. Nếu mà có lập gia đình là anh muốn lập gia đình ở dưới Bình Phước hay là như thế nào ạ? Công việc là làm luôn ở Bình Dương, chỉ cuối tuần hay về chơi thôi. Dạ, anh nghĩ thế nào về chồng giúp vợ công việc nhà thì anh nghĩ như thế nào? Nói chung công việc nhà thì làm được, chỉ có nấu ăn thì chỉ phụ ngày thay ra chứ không nấu ngon. Dạ. Ủa, nhà anh có mấy anh chị em? Đồng là ra 6 chị em, 4 người của gia đình rồi. Dạ. Anh làm Bình Dương là thành phố mới anh? Mà nghe gì Bình Phước mới. Như vậy lên Sài Gòn cũng xa à? Từ đây em chạy xuống dưới đây là gần 1.5 tiếng. Dạ đúng rồi. Lâu lâu em cũng chạy xe máy về nhà. Nếu cứ hẹn cuối tuần đi về được. Anh dạ, chỉ tới dịp lễ 2 tuần, 3 tuần là về 1 lần. Dạ. Còn công việc anh có phải đi ra công trình này nọ, có đi ra miền Bắc hay gì nữa nhiều, hay là tập trung ở miền Nam nè? Tại công ty. Anh có sợ con gái tính hơi gia trưởng không? Cũng không sợ. Thì gia trưởng còn khó hay không là do mình biết quyết định, do suy nghĩ của mình. Tại vì đa số là những cái quyết định của em là đa số là em sẽ tự quyết định. Em sợ có một số bạn nam nói là không tôn trọng bạn nam. Nhưng cái là theo em nghĩ là cái gì mình nữ quyết định được thì mình sẽ quyết định. Còn những cái trường hợp lớn thì mới đưa cho trụ cột như là chồng mình quyết định. Trước giờ anh cũng tự lập, có sống của mình ở đây nên cũng tự quyết định không? Dạ. Cũng không có hỏi. Sao? Nãy giờ có tranh thủ không? Tâm sự nhiều không? Cũng có à. Ăn ngon không? Ăn ngon chị. Ăn ngon ha. Nãy giờ mình đã hỏi gì nhau về những quan điểm hôn nhân gia đình không? Ví dụ như là trước tiên là ví dụ như được thì bao giờ em tính tới chuyện kết hôn? Chắc khoảng 2 đến 3 năm nữa, tại vì em còn học 1 năm nữa. Học 1 năm nữa thì sao? Không học xong đám cưới mà phải tại 2-3 năm? Tại vì công việc của em mới tập sự á, cũng muốn ổn định 2-3 năm nữa. Thì không biết là anh có thể chuyển lên thành phố sống không? Tại vì em đa số là em muốn lập nghiệp ở trên thành phố luôn ạ. Rồi nãy giờ hỏi ảnh chưa? Trao đổi với ảnh chưa? Dạ chưa. Đó, giờ ảnh thay lời muốn nói luôn đó. Trả lời câu hỏi của em đi. Nói chung anh dự tính thì khoảng 1 năm là cưới. Còn nếu mà chuyển công tác á thì anh có chuyển được không? Chuyển công tác thì chuyển cũng được nhưng mà mới làm thì hơi xa. Là thí dụ chuyển công tác là đi làm hơi xa là sao chị chưa hiểu? Là chuyển công tác là đi không chuyển chỗ ở thôi thì đi làm. À chuyển chỗ ở thôi chứ công tác thì không chuyển được. À công tác không chuyển chỗ ở thì đi làm hơi xa. Tại công việc là giờ hiện tại đang ổn định. Ở cái việc của em còn dễ chứ cái việc của ảnh nó khó lắm. Anh là kỹ sư điện mà mới làm công trình thì nó cũng khó đúng không? Nhưng mà công việc em chỉ là ổn. Chuyển công tác là trừ khi mốt như mình làm khoảng 10 năm hay mấy năm là mình dần nghỉ hưu rồi mình về mình làm. Nghỉ hưu đâu sớm vậy không biết nữa. Thì khoảng 15 năm mà nghỉ rồi vậy. Vậy hả? Nghỉ hưu sớm vậy hả? Nghỉ về mình tự buôn bán riêng, mình mở kinh doanh. Nhưng mà giờ công việc của em là cái công việc đó ổn định không? Cái thu nhập nó có thể nuôi được vợ con không? Dạ được. Được. Nghĩa là thật sự chị nghĩ ở đâu không quan trọng, ở đâu mà ổn định được cái cuộc sống hai chồng, lo cho con cho cái là ok. Thôi trước mắt cứ tìm hiểu nhau đi, coi có tính tình hợp nhau, tình cảm nó có phát triển hay không. Nếu mà có thì từ từ mình sắp xếp. Cái chuyện chị nghĩ thật là Bình Dương, thành phố thì nó cũng gần chứ không xa. Nhưng mà cái vụ mà anh nói ra, thí dụ anh muốn 1 năm mà đám cưới rồi thì em nghĩ sao? 1 năm thì quá sớm đối với em ạ. Thôi mình cứ nói vậy thôi. 1 năm là khoảng 24 tuổi thôi. Nói vậy thôi chứ còn tình duyên là khó nói lắm, tùy ha. Ở đâu thì tính tới đó. Nhưng mà theo em quan niệm thì trong hôn nhân thì vợ chồng ai sẽ là người quản lý về tài chính trong nhà? Tài chính thì nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là người biết giữ hay không. Tài khoản là giờ nằm thẻ hết rồi, thẻ ai giữ cũng được. Ai rút cũng báo cho người kia toan toan hết trơn ha. Quan trọng là, nhưng mà em có cái kế hoạch xây dựng cái cuộc sống gia đình của em là như thế nào không? Kế hoạch là làm khoảng cũng vài năm đến 10 năm là nghĩ về tự kinh doanh riêng cho mình. Tự kinh doanh về cái gì? Bên kim khí điện máy. Cũng có cái hướng sẵn rồi ha. Thì em định là thí dụ sau này là mua nhà, mua cửa là mua ở Bình Dương luôn hay là sao? Cũng vừa tính là ở Bình Dương. Đất thì có mua ở Bình Phước rồi. Đất thì mua Bình Phước rồi. Sao lại không ở Bình Phước mà ở Bình Dương? Tại công việc ở dưới này nó thấy nó ổn định với lại nó tiện hơn. Đất thì có Bình Phước rồi, nhưng mà công việc thì đang tốt ở Bình Dương. Yeah. Đó. Thì mình em cũng vậy thôi, em cũng Bình Phước vô thì mình cũng ở trọ đi làm thôi mà. Tương lai 1-2 năm nữa chưa có nói trước được ha. Giờ sẽ có mấy cái lá bài ha. Tụi em sẽ bóc những cái lá bài trong này, mỗi người một lá. Đọc lớn yêu cầu trong này rồi thực hiện. Mời em. Trong đỏ đi. Hãy nhìn thẳng người đối diện, sau đó nói một câu bắt đầu bằng bà xã ơi hoặc ông xã ơi. Bà xã ơi. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi.
Trời ơi, chưa nhìn là ta chưa nhìn luôn á, chưa nhìn luôn. Nhìn nhau cái đã. Bà xã ơi, sao vậy em, sao né anh mắt anh vậy? Giờ hai người nhìn nhau 30 giây tôi coi nè. Tại vì nói có một câu một cái dừng luôn. Nói thêm thì cũng được đó, câu đó là chương trình bắt buộc. Người ta nói nè, là nói một câu bắt đầu bằng cái này, chứ không phải nói có ba chữ này. Là em muốn nói gì em nói, nhưng mà bắt đầu bằng ba chữ này, hiểu không? Rồi làm lại. Em đọc bài thơ có liên quan đến xíu rồi được em. Cũng miễn bắt đầu là ba chữ đó là được rồi. Anh yêu bà xã bằng tình yêu chân thật, yêu tàn bằng cả trái tim. Trước đến giờ chưa bao giờ lên sóng, đến đây rồi em đi về cùng với nhau. Oh. Dạ hay à. Ủa này em tự làm hả? Dạ. Chứ đâu có thơ của ai kỳ vậy? Tự chế. Tự chế. Cũng cảm xúc, mặc dù không phải là láng mượt gì nhưng mà có cảm xúc và nó hợp với chương trình. Rồi mời em gái. Cái gì à? Nếu gặp một bạn trai cực kỳ ấn tượng và đẹp trai, bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Vì sao? Theo em thì em tin ạ. Giống y là anh trai của em chỉ gặp chị em trong vòng khoảng một tuần thôi là nửa tháng sau đã cưới đó ạ. Wow, vậy dạ, hả? Chính là anh trai của em luôn. Tại em cũng tin vào điều đó. Dạ, có một số trường hợp là tình yêu sét đánh nhưng họ vẫn chung sống với nhau tới nhà. Và bản thân em, nếu để em lựa chọn thì em thích tình yêu sét đánh mới gặp để ưng nhau liền, hay là em thích cái kiểu từ từ tìm hiểu? Cái kiểu là tình yêu sét đánh á, thì trong một số trường hợp như là gặp, như là trong một buổi tiệc nào đó thì có chắc là em sẽ chịu. Còn như là muốn quen từ từ á, là như là trong một mối quan hệ như là đồng nghiệp hay là những thì em sẽ tìm hiểu từ từ, thì tìm hiểu từ từ nó sẽ hiểu nhau hơn. Cái nào cũng có cái hay của nó ha. Dạ, cái tình yêu sét đánh nó có những cái lãng mạn, có những dạ, cái ấn tượng khó phai ha. Dạ. Còn tìm hiểu từ từ thì okay, nhiều khi nó chậm mà nó lại chắc. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho hai bạn ha. Nhìn nhau 30 giây, mỗi người nói cho nhau nghe cái cảm xúc hiện tại của mình là gì trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Thời lượng chương trình rất là ngắn, không có đủ để hiểu nhau hết đâu. Mình chỉ đo cảm xúc của mình thôi. Nếu mình thấy rằng đối phương này là có thể là một nửa mà mình tìm kiếm, có thể là cái người mình tin tưởng được, thì mình cho nhau cái cơ hội. Rồi mời hai bạn, bạn trai nói trước. Nói chung lúc nhìn em cũng dễ mến, nói chung mình hãy cho nhau cơ hội làm quen tìm hiểu. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì cho nhau cơ hội thì cứ làm bạn trước đã. Như là tình yêu sét đánh không được thì có thể tìm hiểu từ từ. Đúng rồi, thì bấm nút có nghĩa là mình đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để mà một mối quan hệ trai gái, chứ không phải là bấm nút để cái này không phải tìm bạn bốn phương nha. Dạ. Bấm nút là mình phải nắm tay nhau, mình hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người để bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Còn chị sẽ thấy là về cơ bản ngoại hình hay công việc thì hai bạn cũng là khá tương ứng với nhau, phù hợp với nhau. Đây là một chàng trai có thể hơi kiệm lời, ít nói, nhưng có thể là một bờ vai vững chắc. Nếu mà muốn cuộc sống bình yên, một cái người chồng mà chị nghĩ là nó cũng chu toàn trong gia đình thì có lẽ anh này là phù hợp. Đây là một cô gái trẻ, còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, dễ thương, duyên dáng. Đó, để chị đưa ra những cái ưu điểm của hai bạn để cho các bạn lựa chọn cho đúng đắn, đưa ra cái quyết định của mình. Và bấm nút thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Duy Tường, đồng ý thì bấm nút, mạnh không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rất dễ thương đây, một cặp đôi dễ thương lắm á. Mời em qua đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay cuối cùng thì Tiểu Long Nữ vẫn đã tìm được Dương Quá. Và hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có một cái kết viên mãn giống như trong bộ phim mà em thích. Dạ, cảm ơn. Món quà tặng em làm đẹp nha. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi đây là hai chiếc vé xem phim ở rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Thính Thắng ha. Đến xem phim với nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt trong chương trình Hẹn Trưa. Cô giáo trẻ rất là dễ thương. Chị Tường hy vọng hai bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn ha, để chăm sóc cho nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu đây là cái duyên ha mà chương trình đã gửi đến cho hai bạn. Có tin vui thì nhớ báo cho chị biết nha.